Nhiều bạn nhắn tin hỏi Hạnh về kem chống nắng này quá, cho nên Hạnh đã quyết định book hẳn nguyên combo 3 loại về test thử cho mọi người luôn. Hãng này là hàng Hà Nội địa nhá, người ta không có đầu tư PR marketing nhiều nên là giá thành em này khá là rẻ. Chỉ số chống nắng thì là cao nhá, SPF là 50, PA là 4+. Dung tích cả ba em này đều là 60ml luôn. Đầu tiên là về em kem chống nắng màu cam này. Loại này thì Hạnh thấy lên tông khá là ổn áp, tầm khoảng 1 phút thôi là cái chất kem nó xếp vào da mặt thì các chị sẽ thấy là cái da mình nó trở nên căng bóng lựa hơn, nhìn rất là thích nhá. Em này dành cho da nhạy cảm. Tiếp theo là em kem màu trắng. Loại này thì dành cho mấy chị hay đi biển, đi bơi, đi nước vân vân. Em này thì kháng nước cực kỳ tốt nhá. Mình đã thả tay dưới vòi nước và không trôi. Và ngày hôm qua thì mình có đánh lên mặt và sau đó đi rửa mặt, dùng tay tác động vật lý lên nhưng em nó vẫn rất là lì. Nên chốt lại vấn đề là em màu trắng này kháng nước khá là tốt nha quý vị. Cuối cùng là em màu xanh. Em này thì với nhiệm vụ kiềm dầu, cho nên bà nào da nhờn, da dầu thì múc ngay luôn về, không cần suy nghĩ luôn. Tại vì Hạnh đã test rồi, chất kem nó thấm khô và rất là nhanh khô luôn. Điểm trừ của ba em này đó là giá thành rẻ, tầm dưới 100 cành. Còn lại là nâng tông trắng mịn, chất kem rất là mướt và chỉ số chống nắng thì cao. À quên, điểm cộng chứ. Riêng loại này thì mình thấy là không có điểm trừ nào hết nha mọi người. Ai chưa tin mà có một cái loại kem chống nắng nào mà ngon bổ rẻ thì bấm vào giỏ hàng múc thử ngay về xài liền nhé.